chào anh em. Mình anh em thấy ba lô này mình khá là ưng ý ấy, vì là nó vừa nhỏ gọn mà lại có thể chứa được khá nhiều cái đồ của mình. Thì cái ba lô này là cái ba lô mà Denso Swift 200 của phiên bản Sony Alpha. Thì nó là cái dạng ba lô hard photo, tức là nó chỉ để một nửa là đựng máy ảnh, đồ máy ảnh, còn nửa còn lại sẽ để đồ cá nhân của mình. Để gì đẹp để là cái phần trên này nó sẽ không thiết kế để máy ảnh, bởi vì nó sẽ không có cái phần sống sốc các thứ. Đấy, mình có thể đựng bộ quần áo, một vài quần áo đây. Phần dưới này thì là phần chính thiết kế để máy ảnh. Đấy. Đấy, có đựng con mình dùng Nikon. Đây là bên này có những con 24-120 này. Bên này có thể để con 16-35 này. Hai ngăn này nữa. Đấy. Có thể để 70-200 đấy cũng được. 200 thì hết ngăn này. Còn 16-35 đây thì có nghĩa là cái body mình sẽ phải để trên ngăn trên này. Khả năng chứa của nó thì có hạn. Nó là ba lô nhỏ mà. Bức này có thể để tripod này, chọc cái đầu tripod vào đây và ở trên này cái dây thì để được tripod. Nhưng mà nó khá là mất cân đối. Nhưng mà nếu mà mình thích hơn, thích là nó được bố trí cái phần dây để mà để cái chân máy ở đây hơn, hoặc là để phía sau. Tuy nhiên là cái để phía sau thì cũng không thích lắm, vì là nhiều khi mở ra mở vào này nó không tiện. Đấy. Còn bên này thì một ngăn nữa có thể để chai nước hoặc là để máy ảnh compact gì đó. Bên này có thêm cái dây có thể chằng ra sau này, hoặc là làm gì tùy mình sáng tạo. Đấy. Thì còn ngăn bên ngoài này thì đây có đây có thể để là cái iPad gì đấy, mình để ở dưới này là để pin này, pin vài đồ linh tinh, quyển sổ, cái bút. Bên này có đầu độc thẻ và giấy tờ linh tinh, dây sạc dự phòng. Bên này mình để thẻ nhớ và một cái dây sạc nữa. Đây có thể cài bút hoặc là một cái dao lưỡi đây. Đó. Ở phần trong này thì nó có cái khóa này này, là để nó nhanh đúc. Và cái này để đúc chìa khóa đây này, móc chìa khóa vào đây xong rồi là có thể là cài hoặc tháo nhanh rồi qua cái này, rất là hay, điểm rất là thú vị. Ở đây thì nó có cũng có một lớp đệm chống sốc có thể bảo vệ cái iPad kìa, một cái máy tính nhỏ. Thì đây thì nó có cái phần đai này, đai đeo ngực này, thì mình đeo ba lô vào ấy, mình thít cái đai này, hai cái quai này vào nhau để nó giữ, nó ôm chặt vào người mình hơn. Và phía dưới này hông có cái đai nữa, đai này để thắt vào thắt lưng giúp cho cái vai mình nó đỡ nặng hơn. Cái phần đáy ba lô này thì là nó là cái vải giống như là một cái vải ni lông ấy, chống nước ở dưới này. Ba lô này mình chưa đi thử trời mưa to bao giờ, nhưng mà mưa nhỏ nhỏ thì thấy rất là ok. Bởi vì đây này, như cái vải này cũng là cái vải chống nước, phải chống nước nhẹ, bên ngoài nó chống nước trượt nước ấy. Đấy, bên trong này, nên là khá là yên tâm. Bây giờ những cái ngăn này nó còn có bố trí cái ni lông này nữa cơ. Ba lô này thì khá là nhỏ gọn, mình khá là ưng. Nhưng mà bây giờ cái ghia của mình nó khá to rồi nên có lẽ sẽ chuyển sang cái ba lô to hơn. Mình sẽ cố gắng có nhiều cái ghia hơn để review cho các bạn xem nha.
kênh của mình nhé.